Cô Lực kính chào các quý cô bác và các anh chị em nhá. Hôm nay làm nhóm dân tộc Việt Nam mình là lại lên cái ngôi nhà này để làm. Là hiện tại là mình đang đi tìm vợ của mình, không biết vợ mình đi hái rau được chưa. À dưới này này. Vợ ơi, vợ đấy làm gì ấy? Vợ đang tìm dưa. Thế hái được rau chưa? Rau á. À có nhiều dưa chuột thế à? Đây tìm được. Quả dưa chuột đi này, này đâu? Ngon lắm. Hay nhưng mà chắc tìm hai quả là đủ ăn rồi nhở? Thì tầm 3-4 quả đi, thì còn mấy anh em ở trên kia nữa. Nhưng mà sợ. À, dưới này còn một quả to á. Hả? Dưới này còn một quả to nữa. Đây làm cây ngô của chủ nhà trồng nhá mọi người nhá. Giờ cây ngô là tầm tháng nữa là sẽ được thu hoạch rồi. Giờ nó là quả bắp to như thế này rồi. Hái được 3 quả. Hai 3 quả. Thì vợ cầm đi, chồng cầm mấy quay, chồng không cầm được không? Vợ cầm mấy. Đấy chồng cầm 2 quả sao? Em cầm được. Rồi. Thế không hái rau à? Rau nãy hái được rồi. À thế thì tưởng là vợ đi hái rau. Không hái được rồi. Số người này hái rau. Rau nãy hái được, chủ nhà hái được nhiều rồi. Thì mấy quả dưa về được ăn thôi. Đây này. Ta tạo ngon lắm. Như mọi người à, ở dưới xa xa có gói lọ dưa này không? Ở đâu cũng có dưa chuột mà. Nhưng mà dưa chuột ở trên mình là dưa chuột là dưa gọi là dưa mèo. Dưa này nó không đắng nhỉ? Không biết dưa chuột kia nó có đắng không? Nó có nhiều loại dưa. Đây này, đây có một cái quả to ở đây nữa này. Quả này chắc là già lắm rồi. Đấy, to thế. Là hiện tại là ở đây người ta đang làm ruộng mọi người. Kìa, cô Lực zoom cho mọi người xem hết. Kìa là có một cô đang cày nhá. Đấy, vợ cày, chồng thì làm bừa bên cạnh. Đấy, con gái vùng cao ở trên mình là phải cày như thế này nhá mọi người nhá. Là cái tiếng máy cày này ồn quá nên tụi mình cũng không làm được phim mọi người ạ. Vì nó thu âm vào là nó bị nhiễu sóng. Nói tiếng gì ấy bà chị ơi? Trung Anh. Trung Quốc. Là ai hả? Who are you? Trung bò. Thế nói như cái thằng kia thôi. Một tí tí mô. Một tí tí có vấn đề gián đâu. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Đây nhá, đây là bây giờ đang nấu cơm nha mọi người nhá. Đây, đây có ngô nướng. Và hôm nay mình ra đây là chủ nhà đang nấu rượu. Thì cô Lực phải thử một chén như thế nào. Đang nhỏ giọt đây. Đây là nấu rượu ở trên quê mình là nấu như thế này nha mọi người nhá. Nhỏ từng giọt là rượu ngô Bắc Hà nhé mọi người nhá. Là rượu gốc này là nó có tầm 80 độ thôi. Bên cạnh này đang nấu vợ rửa rau đi, rửa rau chưa? Dạ, đang có chút rượu. Em cá đang rửa thịt. Mình nhổ lông rất là chuyên nghiệp nhá. Nhổ lông hay là lông nhổ? Lông đấy, thì đấy. Lợn gì ấy? Lợn đen hay lợn trắng đấy? Cháu không biết cái đây lợn gì. Yeah, có lông đen thì chả là lợn đen. Thế còn lợn trắng thì là lông trắng á? Đúng rồi. Đây là thịt lợn đen là 1 cân 160.000. Định giảm nửa số giảm tiền giá. Giảm giá. Giảm giá. Đây là bà Triều Vlog. Khán giả của cô Lực. Bà Triều Vlog và là mẹ trong tất cả các bộ phim và bây giờ là bây giờ mẹ sắp phải không được làm mẹ rồi. Có nguy cơ là mẹ con mình phải mỗi người đi một nơi sao em buồn thật đấy. Nhớ lắm đấy cả nhà. Con mất khóc thật. Mà nói thật sự nha, nếu mà em dân tộc Việt Nam mà chúng mình mà mỗi người một nơi thì cảm giác cô Lực có nghĩ như thế nào? À, cô Lực rất là buồn, cô Lực sẽ khóc 2 ngày luôn. Bà còn khóc 3-4 ngày luôn đấy. Cháu còn phải khóc 1 tuần bởi vì cháu làm 4 năm ở đây cái kênh rồi. Làm bao nhiêu năm người mẹ cho các con rồi. Rồi vào nhà nấu cơm ăn đi. Muộn rồi ấy. Dạ. Ơ sao mà cháu quên mất cháu. Ô cá thế thả tay trái à? Phải mà. Đấy. Thế còn tay phải à? À quên mất. Chú ơi. Ảo từ đây. Chẳng là tay này. Ảo từ đây. Chú ơi ngã ảo từ đây. Vào bếp là ngại, nóng rất là nóng. Và dưa. Ui giời, nhiều dưa thế. Con bà Triều đi hái rồi. Lúc đấy hái về sao để đâu ấy? Con vào xách về món này mà mang về cho cả nhà ăn xong. À, lúc đấy hái về em. Hôm qua bà đi hái ở nương về nhiều. Đấy, nếu cháu cùng vợ cháu đi hái ở trong dưới kia được 3 quả. Đây này. Xem cái ngô này cháy rồi vợ ơi. Em về đảo. Tại nãy quên mất để không. Nhà bà có nhiều mà dưa ấy. Đây đang nấu cái gì ấy? Đây đang nấu củ gì? Củ gì á? Đang nấu cơm. Cơm nấu ở trên kia. Rau. Này, cho bà Triều làm một cái bánh này. Được rồi. Này, hôm nay bà Triều có mang bánh. Mang bánh này. Nhiều lắm. Bánh dày. Bánh dày à? Bánh dày màu tím, màu vàng. Tím nhá. Cả nhà nhá. Đấy. Đây. Nhà bà Triều làm nhưng mà kiểu ít người ấy. Thế ăn không hết cho bà Triều mang đi cho các con ăn. Ngon quá bà Triều nhỉ. Mà phải nó sao không nướng lên. Nướng lên 2 cái. Không nướng lên. Cầm 2 cái ra nướng này vừa. Ô sao bạn Lan lại nướng ngô cháy thế này rồi. Không à, em không để ý ấy. Xong rồi em đi ra ngoài xong rồi em về em mới để ý xong rồi. Cháy hết rồi mọi người này. Thì nay em vẫn ăn được. Nướng bánh ăn đi. Cái này không ăn được đâu. Dạ. Vợ nướng cái bánh. Không, nướng ngô xong ra nhá. Lâu lắm rồi.
Mua bánh ăn đi. Một rổ bánh, một rổ dưa chuột. Vợ muốn uống rượu không? Rượu á? Đây là rượu này này. Đang nhỏ giọt từng giọt. Rượu này là rượu đầu, rượu này không nặng đâu. Rượu đầu mới là rượu nặng, còn rượu cuối mới là rượu nhẹ vợ ơi. Thế á? Ừ. Cái rượu đầu nó là rơi vào tầm 80 độ ấy. Thì rượu dưa mới là rượu 100 độ. Không, không dứa càng dứa càng giảm đến cuối cùng về thì chỉ còn không, tầm 0 độ thôi. Dạ. Yeah. Thì cuối nó là nước lọc mà. Bố bố mẹ nấu rượu nhiều thế mà không biết à? Thì em đi học em có hai nấu. Bà chị ơi, mình đi hái rau kinh giới về xào cùng đi nhở? Cái gì? Rau thế giới á? Dạ, xào với rau đấy á. Xào với thịt á? Hay là xào không? Thôi sạc không cũng được mà. Hết lấy đi hai, em có nhiều mà. Đây mẹ làm nướng bánh. Nướng kiểu gì ạ? Lấy cái đấy kẹp nữa. Đây này mọi người ơi. Này, kẹp vào đây. Em mời các con thật mời bà đi thì bà sẽ đi được chứ. Xem mời. Nhé. Nhé. Tên máy à? Đang làm gì ấy? Đang xem phim anh ạ. À. Xem phim anh ạ. Hello, xin chào mọi người. Nóng thế mà hai đứa ngủ gần nhau thế? Vẫn được mà. Ôn nhau ngủ ấy. Vẫn được mà. Anh đừng... Đừng sai vào chỗ đấy của em. Nguy hiểm lắm. Em ngại lắm. Tem dân tộc Việt Nam lúc nào cũng vui nhộn như thế mọi người ạ. Bây giờ bắt đầu bà làm hộ. Nó cây người ta không ạ? Cái gì? Cái này xào với thịt có được không? Cái này là mình tự trồng mà. Xong. À cái này nó tự mọc mà. Thật nhà tư. Nhưng mà nhà ở đâu ấy? Xào với thịt có được không? Có, cái này là nấm. Đi rửa sạch sẽ đi. Nhưng mà sợ hỏi có cho xào nấm. Cái mọc. Mộc nhĩ. Mộc nhĩ à? Cái này mộc nhĩ. Nghe mà hỏi. Thôi chị nói ký xem cái đó. Ký xem à? Ký xem là? Phải làm măng đi. Rửa. Rửa xong xào với lại thịt. Đây nhá, đây là cái mộc nhĩ. Mộc nhĩ à? Cái này mình tự... Trồng. Không phải trồng được mà nó tự mọc ở trên cái cây ấy. Nhưng mà nhiều quá chắc phải xào riêng ấy nhỉ? Xào với thịt có được không? Như kiểu thịt con tai ấy. Xào với thịt có được không? Cái này vì sao với thịt mà? Thịt sao riêng, nó nhiều, có sợ nó nhiều không? Cái này đâu, rửa đâu. Rửa xanh xanh nhá. Cái này nó vốn sạch mà. Thì rửa qua một lần cho nó sạch vào. Cái này là những cái cây nào mà to to đó bị bục ấy thì nó hay mọc lắm. Chứ mà em đi lên rừng đi chặt củi đi hay mọc. Trên rừng có nhiều lắm. Trên rừng có nhiều. Hả? Đây. Ô trong này toàn khói. Chị Thành đúng không? Chị Tàu Tàu. Bà Triều đang nướng bánh nhé mọi người nhé. Bà Triều nướng cho các con ăn nhé. Bánh này nướng tầm bao phút thì được ăn? Một lúc xong là nóng cá là được ăn mà. Mềm nhanh mà. Bắt chối. Nóng quá. Gần được. Mùa này thì nóng thật đấy. Vào mùa hè này thì làm bếp lửa này rất là nóng. Khói quá. Ồ, khói quá, cô Lực phải phi ra ngoài đây. Nóng, khói quá. Ồ. Đấy, sau một tuần thì hội mình đã lên trên này làm thì người ta cấy được một nửa rồi. Bây giờ còn mấy cái ruộng này là đợi trời mưa to là lại cấy nốt. Đây này này. Đấy. Làm mấy cái mảnh này là chưa cấy.
đâu hết rồi. Cẩn thận lắm. Đấy nhấc xuống luôn. Nào ơi, bánh chưa chín đâu. Chín rồi. Chín rồi. Chín rồi. Cái chưa chưa được. Cái nào chưa chín thì ăn nướng sau. Nhìn ngon chưa? Má ơi, ăn gì đây? Ui giời. Đấy, nướng nó phồng to rất là ngon. Sao lại nướng cháy thế? Không để ý ấy. Cái gì á? Ngô. Ngô á? Vợ nướng nướng như thế làm gì nó ăn được? Thì ăn được mà. Cái chốt đen đen này làm gì ăn được? Ăn được hết. Đạt ơi, đồ ăn ngô là không ăn bánh à? Không ăn bánh. Chú xem mấy con lợn trước với còn không nhá mọi người nhá. Ui, sau một tháng là con lợn này nó đã to như thế này rồi mọi người ạ. Trước là lực cũng có quay rồi nhưng mà nó bé. Giờ đấy là đẻ 11 con, giờ không biết còn bao nhiêu con nữa. 2, 4, 6, 8, 10. Hình như mất đâu đi đâu một con rồi. À, chuồng này là bị mất rồi. À, chủ nhà lại mới xây thêm cái chuồng lợn mọi người ở đây này. Xây thêm hai chuồng nữa này. Trước là chưa có. Đây là mới xây nha mọi người nhé. Cùng kìa xem trong có con lợn không. Ý có 4 con mọi người ạ. Trong này có 4 con lợn. Và trên mình chỉ toàn nuôi lợn đen thôi mọi người ạ. Chắc là cô Lực là cũng xin phép kết thúc video tại đây. Nếu mọi người thấy hay thì nhớ ấn like và chia sẻ để ủng hộ cô Lực nha. Cô Lực bye bye mọi người. Vợ ơi bye bye mọi người đi để chồng tắt máy đây. Bye bye mọi người. Bọn mình cũng xin phép và kết thúc video tại đây. Nếu mọi người thấy hay thì hãy like và chia sẻ ủng hộ vợ chồng mình nha. Bye bye. Chúc mọi người xem video vui vẻ.